Rồi hôm nay mình với sư phụ mình tiếp tục đi thăm Lạp Tôm nha các bạn. Hôm nay trời quá u ám luôn. Muốn chuyển mưa các bạn ơi, không biết mình có quay kịp không nữa. Nơi đặt cao không? Con cá gì quậy đó ta. Giá cho túng đi. Không buộc túi gì thôi à, không buộc thôi. Cây nó còn lợp luôn rồi. Đặt không thiệt luôn. Hai con đã ngày quá đã rồi này, có lý nhiều luôn ha. Không các bạn, không rõ cái đầu tiên gì là thấy là ấm này. Hai con tính luôn. Rồi ấy, cái đầu tiên rồi. Tiếp tục nữa các bạn. Vừa ngập rồi đó. Ngay góc bằng đây. Đó. Hai con nữa. Hai con nữa. Rồi nước này tôm ăn mạnh lên các bạn. Bởi vì đặc này cũng có nước nè. Không có nước tôm nó ăn là nó ăn à. Trời ơi, còn chút rồi đó thôi. Ừ. Để tôi lục lửa. Cái ham luôn, tôi lục lửa. Xô mà nhưng không có bự nhưng mà có là ngon rồi. Đây, tiếp tục. Này có ly quá. Anh vừa lọt vừa ngập rồi giọt á. Giọt về xuống nhà mình dễ canh. Còn à, vô nữa các bạn. Ba cái được 5 con. Okay. Nước nào tôm nó ăn mạnh là nó ăn. Không có nước không ăn giờ đặt chỗ nào mà ngon ngon nó tôi không ăn. Rồng mới chết mới làm không kịp. Nước rồng nó lên nó kiếm ăn. Nay làm dừng ký thôi đừng nhiều. Hôm giờ nhiều không? Mất rồi. Nước nước tối cũng có đặt nha, sư phụ mình cũng đi đặt các bạn, nhưng mà mình không theo được, tối quá. Còn nữa. Cái này còn nữa. Cái còn được. Rồi miếng chai luôn. Đó. Nước rong rồi làm chút kiểu. Nhiều quá làm chút kiểu. Ừ.
cái này không có bà ơi. Đó rồi. Nó có ăn luôn. Bên kia rồi đó. Móc này hồi nãy là thấy rồi, thấy nó lội lên một chút. Còn nữa. Còn nữa. Qua đã. Tiếp tục nha các bạn. Sâu rồi. Sư phụ nó phải lội quá. À, tháng này sáng là lội với nước nó lạnh dữ lắm rồi các bạn. Chú bắp này gỡ em. Ờ, tớt rồi. Cái này chắc ngon lắm, bỏ lúc này cái này đặt hơi sớm. Nước còn thức mấy. Canh nước. Bóng nó làm một cái cáo. Lạnh. Rồi vậy là nước này đặt sâu nó không ăn luôn. Đặt sâu nó không ăn. Với bãi nữa. Có tài cá luôn rồi. Nó quậy nhóc luôn. Lòi lợp luôn. Bởi vậy làm vậy mà muốn tiệc. Một cạn luôn. Còn. Thế à, vậy là đặt cao là nó mới ăn, đặt sâu nó không ăn. Sâu chủ yếu là chim lớn. Mình cũng tham. Tham mà đặt cao, đặt sâu cũng chim lớn. Cá đói ghê. Cá nó quậy. Chủ yếu nó không thả hướng gì hết. Cái đây nè, ăn từ cái cây đó mình cho bò xuống đây. Thế nha. Nước chảy này nó xếp lưới. Không có. Văng. Văng thui về thì xuống đây bò vô. Quá tài cá luôn. Cá thôi thôi. Ồ, nó quậy nè các bạn. Cá bự không nè. Ham luôn. Cá này thưa nhưng mà cá bự. Nó không phải bầy nhưng mà. Cái bán gái không. Hai thằng ngồi này thôi ơi, vô con bự nữa các bạn, tâm tính nhưng mà nó bự không giận có lý à, đặt cao cao ngon ăn. Đầu nó chạy trốn. Cái chạy trốn nó sợ mày. Mày thức kỳ đó. Bây giờ cũng thức. Vợ chồng có gì nữa không mà thức. Bây giờ cũng thức không nổi. Không có. Cái này hôm qua chỗ khác. Về cũng khỏe anh. Cao thì dở bé hơn. Tiếp tục. Này kêu bằng đặt bạ không rồi. Dọn tống tống là chơi. Có lý rồi các bạn ơi. Quá có lý luôn. Sao điện thoại giờ thấy tối tối ta. Quay tối quá ta. Cái này thấy gì thôi chứ về phải tát nước rồi bắt ra các bạn thấy điện thoại thôi quay thấy tối tối rồi. Tại nó tối mấy bên đây nó tối rồi. Một hồi bắt á. Một hồi bắt rồi bỏ đi vợ qua âm vô tao mấy chỗ vô lợp tao thui cái lối nó chạy đi ham thì chưa
mất rồi hết. Đặt vậy mà đặt cũng không kịp. Cảm ơn nha. À, dạ. Con bự. Trời ơi, đã các bạn ơi. Con bự chảng luôn nè. Còn nó cũng cứng, không phải là con bọng. Bọng. Ê, nè. Như vậy là thấy cũng có tiền rồi, kệ đó. Vô ăn miếng dừa là mòn lẳng luôn rồi. Không có. Rồi đây đặt vô đám Ugo nè các bạn. Quá trời Ugo này. Sao đầm nát mình luôn. Con rồi các bạn ơi. Cái con là được rồi. Con cũng tương đồng rồi. Đó. Rồi để về bắt đầu lột ra tái canh nữa. Về bắt bỏ vô ấy các bạn coi rõ không? Nước tông không? Nước có tông bên chỗ con tôm nó tông không? Tông rồi. Bãi nó bị thuốc á, sợ bãi còn hơn gì. Dở 30 cái mà được 2 con bằng ngón tay, quá sợ. Trời ơi, đã các bạn ơi. Sao tốt quá trời ta, không thấy được luôn á. Đây con. Để mở đèn lên đi. Ăn vừa lắm. Hơn tôi dở một cái. Bốn. Nay bơi nước ngược mà sư phụ không mệt các bạn ơi. Ủa, cái nào cũng có gì là ổng không có mệt. Ổng bơi hoài luôn. Cười hết hết miệng luôn hả? Ừ, cười miễn chi ăn gồ. Còn nữa các bạn. Trời ơi, nay sao quá đã ta. À, cô bộ làm ăn có. À, đó. Nói chung tao bự không có mà tâm xô thôi là xô thằng xô mà. Mà vậy là cũng ngon rồi. Bụng mà cá bổ bụng bụng hai quỳnh dễ lắm. Ngọt rồi tớt rồi. Ủa thấy thấy ghê quỳnh. Ủa cá đói nè. Ba tung rồi hả? Không banh không hồ. Bãi này hả? Vô rồi các bạn. Có nữa đặt qua. Cái kia mà nó không tung hôm là bắt lên con này. Con này là cũng như con được lửa. Lập cũ rồi vô mấy con tôm bự là nó chui ra luôn các bạn. Ừ, nó tông rồi thành con rồi đó. Phồn lắm mới đúc lộp mấy cái. Lộp lội vậy. Ừ. Dở vậy mà muốn tẩy. Dở lên mà cục ngồi đóng gông không là nghi nghi. Nắng nắng gì quay nó gõ rồi các bạn. Nãy tối quá. Dây tản. Cùng vô quay tối thui. Có con càng nó thường. Rồi con càng nó lú ra. Thấy không? Chịu chịu lên.
Thấy mặt cạn lúa nè. Rồi dở từ từ đi đó. Đó. Đã. Mày ăn mòn đất đây hả mày? Ôi còn càng. Trời ơi, ông đứng chớp mặt. Bằng lẳng đất luôn. Nó mừng nhất các bạn ơi. Đội nè. Đã. Vô, vô. Chấm bự vậy là không bao giờ nó bún. Nó bún miệng thơm. Tiếp tục các bạn. Này quá hấp dẫn này. Vậy đó đất nó mồi mòn lẳng. Trời ơi, đã các bạn ơi, không có la lớn nữa các bạn ơi, la. Trời ơi, con chậu cánh đồng u nhất. U luôn. Trời ơi, các bạn ơi, nó đã. Trời hai con sát bên luôn. Quá ngon, quá ngon. Lâu đặc. Làm chơi ăn thiệt mà làm thiệt không có ăn. Ừ, mà lên bãi này rồi mình đâu có sợ gì của nó đâu mà sợ. Còn gốc nữa. Mấy người kia đặt lên cũng lén như ra. Nhưng mà tao đặt không phải. Rồi, cái này tới cực quá. Rớt thì nãy giờ nó có con cái. Ba cái không có. Không có là tôm nó bù rồi cũng vậy. Đám cơm muốn đỏ quá từ ốc luôn rồi. Hai ra nó nấu canh chua. Con ngày đây nó chín rồi. Bữa này quá ngon rồi. Hồi chút quên, không làm dấu là quên nữa hả? Chỉ là có bạn nhanh bạn. Đặt ngay kia. Đó, được một con. Được rồi, được rồi. Mấy quỷ mà, mấy được lửa bún hỏng. Thì bún bớt xong luôn, nãy mình chụp nó kẹp ra rất xong. Biết gần gặn như bển có vậy là không, mà bên này thấy ấm hơn bên bển luôn ơi. Nãy cái bự bển có mà tâm xô không. Đó dở lên là thấy liền luôn. Bên này siêu phụ tốn mánh này các bạn, quá tốn mánh luôn. Này cho ngoài 1 ký quá. Qua từ cá nó lội ngoài cái này. Này vô mấy gió dọn. Mình gặp đêm nước lớn lẹ quá, không có thời gian mà dọn. Này có dê ra đây cắt cỏ cho nó ăn cũng được, ba cái ta đầu quá trời. Con dâu nhít là xét rồi mà con dâu nó bén để vô con cặp bần là con quẹt ngang cái lợn đứt ngon. Đâu thua dữ hả? Ừ, mấy bển này đặt không được tới rồi. Còn bốn em nữa thôi. Con cá nó quậy bự ghê luôn rồi. Đói mà mày dắt có liếm ổng thì ham thì chứ. Ông làm sao là cái này thấp cho nói thêm. Sao gì hãy cỡ trong lớn. Đó, vô. Mai chắc ngoài một tí. Sẽ khổ nuôi quá ấm.
vừa có ăn cạp còn quay chứ không có nữa. Ờ đây. Ồ, cỏ tai lông một đám quá trời cái đám cỏ. Đây giáp tôi độ có nữa nha các bạn. Trời ơi, thấy chưa? Thấy cái chỗ im im quá mà. Đó, còn nữa các bạn ơi. Vô bún lặn xạ còn có hai cái nữa là kết thúc bữa nay các bạn, mà thấy bữa nay là ngon rồi, bữa nay quá đã. Này bông bần rụng trắng ngoài sông nè, quá trời bông bần luôn. Ồ cái này cũng quá im luôn các bạn. Còn nữa các bạn ơi, vô nàng miếng dừa quá ngon. Vậy mới dễ thấy rồi, xin khoảng bắt tôm ra các bạn. Cái gạo này nó dục luôn rồi. Đây 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 đây, dục đó làm chi. Ờ đã vô u mềm đã gì đâu đã. Ừ. Vậy thôi nhé, bữa nay là nói chung trúng mánh rồi. Về là để mình quay đem về nhà cho các bạn xem, đổ ra làm một thau khỏe. Cái thau thường vậy nhìn chốt cái đã phát thiệt. Tại vì khi hai cái mình gặp thích cho nhau. Ừ. Rồi hết rồi thì mình không có lựa rồi gặp chốt cái này các bạn. Rồi tên dây nè không thấy nè. Rồi cái cuối cùng à mình dòm cái con trời ơi hồi ôi hai con cá, hai con một con cá. Bữa nay nói chung là quá đã. Gì mấy em bắt luôn chút mà trong vợ dáng cá chút không xanh nữa rồi cứ ngồi đây chứ chờ đợi làm sao cá không xanh nữa. Cá hình dền thôi. Đợt nào có cá hình dạng là bự bự luôn. Rồi về tới bến rồi các bạn ơi. Đó. Nay về nước còn nhiều. Để mình vô mình quay tôm cho các bạn xem nha. Rồi nó đã. Một cái càng con bự. Ông gói hàng ở tầng. Không kiện bún đít để kẹt tối nữa lại để nó ăn hiếp mấy con nhỏ. Tôm cứng cống đã ghê này, giờ có gì thông quấn nó tiện quá ha.
rồi chứ không, không cột nó vô trong nó kẹp mấy con nhỏ chết. Hồi xưa quấn bằng gì ta, nếu không có gì thu quấn chỉ hay gì thì cột kim, kim đó kim càng mà nó dễ rụng lắm nghe. Nó hơi tối các bạn, để cho xịt đèn à chút xíu vô tỉnh thì chút có tỉnh lại gì thấy không. Ừ được được rồi, chính được rồi, được rồi, thấy gì thấy được rồi, xịt đèn đấy, mở đèn máy nó thấy được rồi. Xịt nó giả nữa rồi. Làm nhà cũng được số các bạn, mà bữa nay là nhiều bữa nay ngoài 1 ký không? Ngoài. Thôi các bạn, tới đây mình kết thúc đi các bạn.